Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia là nơi đã nuôi dưỡng ước mơ của rất nhiều thế hệ tài năng của thể thao Việt Nam. Từ đây, nhiều tên tuổi đã bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và khi đến khu tập luyện bắn súng, điều thu hút mọi sự chú ý là một bức ảnh Hoàng Xuân Vinh và tấm huy chương vàng Olympics được treo choáng cả một mặt bức tường. Sau chiến thắng tại Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh trở thành một biểu tượng của thể thao nước nhà. Tấm huy chương vàng Olympics không chỉ thay đổi cuộc đời anh, mà còn góp phần thay đổi bộ mặt nền thể thao Việt Nam, vốn chỉ là một chấm nhỏ, gần như vô hình trong mỗi kỳ Thế vận hội. Nhưng khoan hãy bàn đến chiến công quá to lớn này, chúng ta sẽ cùng đi ngược dòng về quá khứ, lắng nghe lại từ đầu câu chuyện của một vận động viên, chỉ đơn giản đã luôn cố gắng hết sức, bước qua những khó khăn và không bao giờ từ bỏ. Hoàng Xuân Vinh, người đàn ông bình thường của những điều phi thường, người mang về tấm huy chương vàng Olympics đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bố của Hoàng Xuân Vinh là bộ đội Quảng Trị tập kết ra Hà Nội vào những năm 60. Tại đây, ông đã gặp và bén duyên với mẹ anh, một người phụ nữ bình dị, chân chất của vùng quê Hà Thành. Kết tinh từ câu chuyện tình yêu này là hai anh em nhà Vinh. Hoàng Xuân Vinh sinh vào ngày 6 tháng 10 năm 1974 ở Sơn Tây, Hà Nội, cũng là quê ngoại anh. Năm anh lên 3, mẹ anh mất vì bệnh nan y. Sau đó, bố đưa hai anh em vào nội thành, ở trong một căn nhà nhỏ trên phố Thụy Khuê, Tây Hồ. Tại đây, bố của anh đi thêm bước nữa. Vinh được mẹ kế chăm sóc nhưng cũng chẳng được bao lâu, gia cảnh nghèo khó lại thiếu đi bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Tuổi thơ của anh là bột sắn, bột mì, ngô khoai mỗi bữa thay cho cơm. Mỗi khi tan học, Vinh đều liền về nhà phụ giúp gia đình. Mỗi ngày, cậu bé Vinh phải gánh 30 đến 40 gánh nước từ tầng 1 lên tầng 3 để cả nhà có nước sinh hoạt. Khi học hết cấp 3, Hoàng Xuân Vinh vẫn là cậu bé, cao chưa nổi 1m6. Có kết quả tốt nghiệp cấp 3, Vinh tự nguyện đăng ký nhập ngũ. Anh được điều vào trường sĩ quan công binh ở Sông Bé, Bình Dương, trong đó có 1.5 năm học tập và huấn luyện tại trường sĩ quan lục quân 2, Đồng Nai. Lúc này, những khó khăn gần như đã đánh gục anh, nhiều lần nản chí và muốn bỏ về nhà. Nhờ những ngày lao động và môi trường kỷ luật của quân đội, chúng tôi luyện cho ý chí của anh thêm cứng cỏi và vững vàng hơn. Sau khi tốt nghiệp, anh xin tình nguyện ra trường xa. Tuy nhiên, nguyện vọng của Vinh đã bị từ chối. Khác với phần lớn các xạ thủ và vận động viên ở những môn thể thao khác, Hoàng Xuân Vinh chọn theo nghiệp bắn súng khá muộn. Năm 1994, vừa tốt nghiệp trường sĩ quan công binh, anh về làm việc tại lữ đoàn công binh 239 ở Thường Tín, Hà Tây. Tại đây, anh được cử đi tham gia các giải phong trào và thường mang thành tích tốt về cho đơn vị. Vinh cho rằng, bắn súng với anh là một cái duyên, là nghề chọn anh, chứ anh không chọn đi theo con đường xạ thủ chuyên nghiệp. Tuy vậy, mỗi khi đến phòng tập, Xuân Vinh như trở thành một con người khác. Nếu vẻ bên ngoài anh là một con người rất vui vẻ, thì khi vào trong đội bắn, anh ấy trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh toát lên vẻ lạnh lùng, sự lạnh lùng của một xạ thủ. Nhờ vào thành tích quán quân tại giải bắn súng toàn quân đội, anh được câu lạc bộ quân đội xin về vào năm 1999. 26 tuổi, Vinh mới được gọi vào đội tuyển quốc gia và chính thức chia tay chức vụ sĩ quan chỉ huy vào cùng năm. Chỉ vài tháng sau, anh đã nhanh chóng gặt hái được thành công với tư cách là vận động viên chuyên nghiệp với chiếc huy chương đồng, thể thức đồng đội ở cúp quốc gia nội dung súng ngắn hơi nam tổ chức ở Hải Phòng, tiếp đà thành công. Chỉ một năm sau, Vinh đã đoạt huy chương vàng và phá kỷ lục quốc gia 10m súng ngắn hơi nam với 580 điểm và chính thức trở thành tuyển thủ quốc gia. Từ đó, anh được gọi lên tuyển ở cả 6 kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 2001 đến 2011. Và không năm nào là anh không mang về cho đoàn Việt Nam ít nhất một tấm huy chương vàng. Đặc biệt tại SEA Games 24, Xuân Vinh giành được 3 huy chương vàng ở các nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội, 25m súng ngắn ổ quay cá nhân và đồng đội, trở thành xạ thủ xuất sắc nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam.
ASEAN Doha 2006 là kỳ Á vận hội đầu tiên Xuân Vinh có được vinh dự khoác áo đội tuyển. Tại đây, anh đã cùng với các đồng đội giành một tấm huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn nam. 4 năm sau, anh tiếp tục được gọi lên tuyển tham gia ASEAN 16 tại Quảng Châu. Nhưng lần này, số phận như trêu đùa với Xuân Vinh. Ở loạt bắn đầu tiên, anh dẫn đầu và chỉ thiếu 3 điểm là đạt được điểm số tuyệt đối. Sang đến lượt thứ hai, thành tích của anh thậm chí còn tốt hơn với 99 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng sau loạt bắn chậm. Sang loạt bắn nhanh, Vinh tiếp tục phong độ ấn tượng với 99 điểm ở 10 viên đầu tiên. Đến loạt 10 viên tiếp theo, anh bắt đầu mất bình tĩnh khi chỉ có được 97 điểm và có đến 2.8 ở loạt bắn 10 viên cuối cùng trước khi đến viên thứ 10 quyết định. Bất ngờ đã xảy ra, trong khi các đối thủ ghi những điểm 10 quan trọng, Vinh vừa nâng tay lên, chưa kịp ngắm thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Không phải là do súng hỏng, mà do Vinh đã mất bình tĩnh, bóp cò sai mục tiêu. Từ vị trí quán quân, Xuân Vinh tụt xuống xếp ở vị trí thứ 13 chung cuộc. Anh cùng với đồng đội ngậm ngùi, trắng tay ra về. Tại kỳ ASEAN năm đó, nếu đoàn thể thao Việt Nam không được giải khác bằng tấm huy chương vàng của nữ võ sĩ Wushu Dương Thúy Vy mang về, thì những lời chỉ trích và áp lực dành cho Hoàng Xuân Vinh có lẽ còn nặng nề hơn. Bà Nguyễn Thị Nhung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam đã từng nhận xét về điểm yếu nhất của Hoàng Xuân Vinh, đó chính là anh có quá nhiều cảm xúc và đôi khi là yếu mềm. Điều đó có phần trái ngược với môn thể thao mà anh lựa chọn. Mỗi khi vào thi đấu, anh chỉ có 15 giây để bắn một viên và nếu có những quyết định mà Vinh chần chừ, không quyết đoán được, thì hết 15 giây là Vinh hết cơ hội. Tại ASEAN 2020, khi anh bắn viên cuối cùng đó, chỉ cần vào 7 hoặc 8 là chúng ta đã có 2 huy chương vàng, 1 huy chương vàng đồng đội và 1 huy chương vàng cá nhân. Nhưng khi đã trải qua rất nhiều nỗ lực, cố gắng mà thành tích không tốt thì Xuân Vinh cũng đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Khó khăn chưa dừng lại ở đó, đến với Olympic London 2012, với tư cách là xạ thủ vượt qua vòng loại thế giới để giành suất tham dự chính thức và nếu xét về phong độ, Xuân Vinh được kỳ vọng sẽ mang về huy chương. Nhưng lại một lần nữa, phong độ phập phù ở những thời điểm quyết định đã khiến anh kém xạ thủ giành huy chương đồng Vương Trí Vĩ đúng 0,1 điểm. Kết thúc Olympic 2012, đội tuyển ra về mà không có tấm huy chương nào. Thất bại của anh ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn càng gây thêm nhiều tiếc nuối. Điều này hẳn phải làm rất nhiều người hâm mộ hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên về những giây dao động của Xuân Vinh trước bia đạn, người hẳn phải rất bản lĩnh mới chạm tay vào được tấm huy chương vàng Thế vận hội. Liệu có bao nhiêu người biết và hiểu được những khó khăn mà anh đã phải trải qua trước khi đến được với đỉnh cao? Những biến cố rất lớn với hai lần mất đi người thân, cho đến bao lần vụt mất vinh quang trong giây phút cuối. Tất cả trải nghiệm dữ dội đó đã tạo nên một Hoàng Xuân Vinh rất nhiều cảm xúc và rất con người. Có lẽ 2013 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Tại cúp bắn súng thế giới ISSF World Cup được tổ chức tại Hàn Quốc năm đó, Vinh tham gia thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Đối thủ lớn nhất của anh lần này vẫn là Vương Trí Vĩ. Từ vòng loại đến tận vòng chung kết, cả hai so kè nhau từ điểm số 1. Nhưng lần này, Vinh đã thi đấu hết sức tập trung, không mắc lỗi như ở những chung kết trước và hoàn thành phần thi của mình với 200,8 điểm, hơn đối thủ người Trung Quốc 0,7 điểm. Lần đầu tiên mang về tấm huy chương vàng ở đấu trường tầm cỡ thế giới cho Việt Nam. Anh ấy đã dần dần mạnh mẽ lên, dần dần quyết đoán hơn, nghĩa là tâm lý của anh ấy đã ổn định. Tôi đã tin anh, tin viên cuối cùng của anh trước khi bắn. Anh ấy đã quyết định, viên đó khi bắn sẽ bắn rất chậm để nhắm rất kỹ và rất lâu. Và anh hiểu viên đạn này sẽ quyết định cả cuộc đời anh và đã dồn hết những kỹ năng tinh túy của mình vào đó. Bà Nhung nhớ về phát bắn lịch sử của Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016. Trong loạt chung kết 10m súng ngắn hơi, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở hai loạt đạn cuối khi chỉ còn là cuộc đấu tay đôi tranh huy chương vàng giữa Xuân Vinh và Felipe Almeida, trong khi các đối thủ khác đều đã bị loại trực tiếp. Trước lượt bắn áp chót, tổng điểm của Xuân Vinh là 182,6, trong khi tổng điểm của Felipe Almeida là 181,8. Ở lượt áp chót, Xuân Vinh bắn không tốt khi chỉ đạt 9,2 điểm so với 10,2 điểm của đối thủ và bị tụt xuống vị trí thứ hai với 0,2 điểm ít hơn. Và ở lượt quyết định, tưởng chừng anh lại một lần nữa nhận cay đắng về nhì khi Almeida nhanh chóng thực hiện tốt loạt đạn cuối với 10,1 điểm và nhận được tiếng reo hò cổ vũ của khán giả nhà. Nhưng Xuân Vinh vẫn giữ được sự kiên định của mình. Anh tập trung vào mục tiêu rất lâu rồi xuất thần ghi đến 10,7 điểm khi đưa viên đạn găm rất sát vào vùng tâm bia. Qua đó, vươn lên giành tấm huy chương vàng trong tiếng vỗ tay của chính đối thủ nước chủ nhà. Ngay lúc này, anh đã không kìm nổi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Chính bản thân Xuân Vinh cũng không thể nào tả được cảm xúc của mình. Anh cho rằng đó là sự bùng nổ của niềm tự hào, hạnh phúc và niềm kiêu hãnh của bản thân. Đó là trái ngọt cho những năm tháng đã tích lũy và rèn luyện. Giây phút ấy, anh không chỉ giành được chiếc huy chương vàng mà còn giành được trái tim của hàng triệu người Việt Nam.
không chỉ vượt qua Felipe Almeida mà còn là vượt qua chính bản thân Vinh, vượt qua những khó khăn, nỗi đau và thất bại trong quá khứ. Là một vận động viên chuyên nghiệp, trải qua quá trình luyện tập mười mấy năm trời, điều khiến cho họ muốn từ bỏ nhất chính là sự nhàm chán, để rồi sau những nỗ lực cố gắng lại chỉ thu về những thành tích không tốt. Hà Xuân Vinh cũng vậy, anh đã không ít lần nghĩ đến chuyện từ bỏ. Những lần anh thất bại, những lần đã gần chạm tay vào tấm huy chương thì nó lại tuột mất. Thậm chí trước thềm Olympics, Vinh cũng đã có ý định từ bỏ. Khó khăn về điều kiện tập luyện, mỗi ngày anh chỉ được cấp 100 viên đạn, số đạn chỉ bằng 1/5 số đạn mà những đối thủ của anh được luyện tập mỗi ngày. Rồi sau những ngày tập dài từ 10 đến 12 tiếng, anh còn phải tự rút kinh nghiệm, luyện đứng và nín thở. Anh cảm thấy mình đã mất quá nhiều thời gian, đã nỗ lực rất nhiều mà không biết thành công có đến với mình hay không, và cả vấn đề tuổi tác. Nhưng sau tất thảy, điều tuyệt vời nhất của Hoàng Xuân Vinh là ở những giờ phút yếu mềm nhất, anh đã không bỏ cuộc. Niềm tin, niềm kiêu hãnh và tình yêu dành cho môn bắn súng đã không cho phép anh buông tay. Anh hiểu rõ về sự cạnh tranh của thể thao chuyên nghiệp, phải có thất bại mới có chiến thắng. Một vận động viên phải đối mặt với chuyện đó và coi nó như một tai nạn nghề nghiệp rất nhỏ thôi thì mới có thể lấy nó làm động lực để vượt qua. Trong suốt cuộc hành trình miệt mài của mình, Hoàng Xuân Vinh đã luôn cần mẫn để tiến về phía trước, không ồn ào, không to tát, chỉ có vấp ngã và đứng lên, không chịu đầu hàng, khuất phục để tiếp tục hướng về phía trước. Bên cạnh ý chí cá nhân, anh cũng xem yếu tố gia đình, kỳ vọng của người thân, của những người luôn yêu mến, dõi theo mình là một phần không thể thiếu. Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Và với đại tá, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, hậu phương vững chắc của anh cũng chính là người vợ Tần Tảo, chị Phan Hương Giang. Cả hai vợ chồng đều làm trong quân đội, hưởng lương nhà nước nên thu nhập so với người khác vẫn khá thấp. Thế nhưng dù kinh tế eo hẹp, hoàn cảnh khó khăn, nhưng chị Giang luôn là người đứng sau động viên anh Vinh, cố theo đuổi niềm đam mê của mình. Thay chồng lo lắng, quán xuyến mọi thứ. Ngày anh Vinh đạt được đỉnh cao, chị liên tục nhận được phỏng vấn từ các phóng viên. Nhưng chị không quên dặn rằng đừng viết gì hoa mỹ quá, rằng chị cũng chỉ là một người vợ bình thường, biết làm những gì mà người khác làm được thôi. Chúng ta cũng có thể thấy được sự khiêm nhường đó ở người hùng của thể thao nước nhà. Khi nhắc lại chiến tích của mình, Hoàng Xuân Vinh cũng chỉ nhận định rằng mình tập luyện bình thường thôi và nhờ vào may mắn, chứ chưa khi nào anh lên tiếng kêu ca hay tự cao. Điều này còn ấn tượng hơn khi huấn luyện viên trưởng của anh cho biết muốn viết một cuốn sách về sự nỗ lực và vất vả của Hoàng Xuân Vinh. Giành huy chương vàng Thế vận hội, được thưởng hàng tỷ đồng, nhưng Xuân Vinh vẫn giản dị cùng đồng đội di chuyển bằng chiếc xe buýt về làng vận động viên. Hình ảnh khiến cả những vận động viên nước ngoài phải thán phục. Nếu hỏi ai đã từng nếm đủ cả cay đắng và vinh quang nhất của thể thao Việt Nam, thì ác hẳn đó phải là Hoàng Xuân Vinh. 2010, anh vụt mất tấm huy chương vàng ASEAN vì súng cướp cò ở loạt bắn cuối cùng. 2012, cũng trong những loạt đạn cuối, anh đã mất tấm huy chương đồng lịch sử ở London. Đó là những thất bại về tâm lý nhiều hơn là chuyên môn. Những thất bại cay đắng đó đủ để đánh gục một con người. Nhưng Vinh vẫn đứng dậy, rèn luyện và trưởng thành. Qua đó ta thấy được thành công của anh không đến một cách bất ngờ. Đó là sự kết tinh từ một ý chí mạnh mẽ và niềm tin. Về việc chúng ta theo đuổi ước mơ như thế nào, đấu tranh vì nó ra sao và sẵn sàng trải qua những gì để chạm được vào cái đích cuối cùng mà mình ao ước. Từ tấm gương, ý chí của bản thân, Hoàng Xuân Vinh cũng có khát vọng truyền lửa cho nhiều thế hệ sau khi tự mình dám ước mơ và tự mình chiến thắng bản thân. Không chỉ là một huyền thoại, Hoàng Xuân Vinh còn là một tấm gương lớn, là niềm cảm hứng cho những thế hệ vận động viên Việt Nam sau này, rằng trong thể thao, bạn có thể chiến thắng mọi sự thiếu thốn về vật chất nếu có được quyết tâm rèn luyện và vươn đến ý chí đỉnh cao. Anh đã từng nói, đối với thể thao đỉnh cao thì luôn luôn là sự chinh phục. Cứ đạt được đỉnh cao này thì chúng ta lại muốn chinh phục đỉnh cao khác, lớn hơn, cao hơn. Vì vậy, nếu như mình vẫn còn đam mê và yêu thích thì sẽ không từ bỏ cái đam mê đó. Xin cảm ơn anh, Hoàng Xuân Vinh, vì tất cả những điều tuyệt vời mà anh đã làm cho nền thể thao Việt Nam.